ban đầu xin chào các bạn, thông báo cho các bạn rồi là ok rồi nhạc sĩ Minh Trung Hà. Chúng tôi có kết nối nhưng mà chúng tôi không có nghe được bạn tại, nhưng mà không sao võ. Bạn cứ thể test Kali. Đánh chữ lên trên cái bạn cũng đã, channel của anh Quốc có võ. Cái thành tích chúng tôi có rất hơn 2.000 người đang xem chúng tôi trực tiếp trên channel này. Xin cùng chúc mừng nhạc sĩ Minh Trung Hà, xin chúc mừng anh em cổ chúc mừng cho nhạc sĩ Trung Hà đại diện này. Không biết ai đã hát bài của Đinh Xuân Quang Đậu, cũng xin mời các anh em gần xa xem lại bài giây phút của Đinh Trung Hà có cảm xúc gì khi đã mình lọt vào top 3 người hát đại diện cho tác giả giải thưởng 3.000 đô và ca sĩ đại diện hát bài hát của Đinh Trung Hà nhận thay thế. Xin chúc mừng anh em của bài mà có những giọt nước mắt đã chảy dài sau khi bài hát kết thúc. Rồi. Rất là cảm động. Rồi. Cảm ơn em. Và giải ba ngoài tất cả hoa bằng khen và sẽ là một tấm chất trị giá 3.000 Mỹ kim tiền mặt. Quý vị ơi, quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng cho giải ba của chúng ta chưa ạ? Quý vị ơi, cho một tràng vỗ tay đi nào quý vị ơi. Và giải ba đã thuộc về một sáng tác có 3 chữ gửi về mẹ, tác giả Đinh Trung Hà. Chúc mừng. Ca sĩ Băng Nhi xin đang đại diện cho tác giả Đinh Trung Hà để nhận giải thưởng là giải 3 của đêm hôm nay, trị giá là 3.000 Mỹ kim cùng với hoa và cúp. Và phần thưởng này là thuộc về với tác giả Đinh Trung Hà và ca khúc đã được thể hiện bởi tiếng hát nữ ca sĩ Băng Nhi. Chúc mừng tác giả và ca sĩ thể hiện.